Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay mực nước sông Mekong biến đổi chậm. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mekong kết hợp với triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc lên nhanh, có thể dâng cao nhất trong 4 năm qua và đạt đỉnh lũ năm nay. Cụ thể, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có thể lên mức 3,7m trên báo động 1 là 0,2m, cao hơn đỉnh lũ năm ngoái khoảng 0,9m. Trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có thể lên mức 3,3m trên báo động 1 là 0,3m, cao hơn đỉnh lũ năm ngoái khoảng 0,7m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 10, do ảnh hưởng của lũ đầu nguồn Cửu Long và triều cường, mực nước các trạm hạ nguồn lên mức báo động 2, báo động 3, có trạm lên trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các tỉnh thành hạ nguồn như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang. Tại Hậu Giang, do mực nước lũ trên sông Hậu đạt đỉnh và trùng với đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch, nên từ ngày 10 đến ngày 14 tháng này, mực nước trên các sông có thể ở mức cao nhất trong năm. Theo đó, mực nước cao nhất tại trạm thủy văn Phụng Hiệp từ 1,55 đến 1,62 trên báo động 3 từ 0,15 đến 0,22m. Tại trạm thủy văn Vị Thanh từ 0,89 đến 0,95 trên báo động 3 từ 0,14 đến 0,2. Nước dâng sẽ gây ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương ở huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy với thời gian kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Các xã phường thị trấn thuộc thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và một phần huyện Phụng Hiệp ngập lụt trên diện rộng, thời gian kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Tốc độ dòng chảy và mực nước trên các sông kênh rạch tăng nhanh những ngày 8 đến 12 tháng 10 có thể gây nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập lụt vùng trong và ngoài đê bao, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.